suffix khư, phân tích câu số 1 và câu số 2. Á đoạn âm, lâm trường âm ngắn, cá đoạn âm, tô chê hai trường âm thông thường, chí bí xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, ray trường âm ngắn, giá đoạn âm. Phân tích câu số 2. Xăm trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, đanh trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, ní giá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, râm trường âm ngắn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. A lầm ca ta, a lầm ca, a lầm ca tô chê đi sa măng cha rầy giá xanh tô đành tô ni giá tô rầm ma cha rì sắp bề su bù tề su ni thà giá đầm đầm sô rầm ma nô sô sa ma nô sắp thích khu. Phân tích câu số 3. Sắp trường âm ngắn, b trường âm thông thường, xú đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, xú ní hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, đâm trường âm ngắn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câu cúng cụi hay câu cuối cùng, xô trường âm thông thường, râm trường âm ngắn, má đoạn âm, nô xô hai trường âm thông thường, xá má hai đoạn âm, đô trường âm thông thường, xá đoạn âm, chi trường âm ngắn, khú đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sắp đề su phù tề su ni thà gia đành đằng sồ rầm ma nồ sồ sa ma nồ sa thích khư. A lầm kha tô chê ti sa măng cha về gia sành tô đành tô ni gia tô rầm ma cha vì sắp bề su vù tề su ni thà gia đành đằng sô rầm ma nô sô sa ma nô sa thích khư. A lầm kha tô chê ti sa măng cha về gia sành tô đành tô ni gia tô rầm ma cha vì sắp bề su phụ tê su ni tha gia đâm đăng sô râm ma nô sô sa ma nô sa tích khô. A lăng kha tô chê đi sa mâm cha vây gia sành tô đâm tô ni gia tô râm ma cha vi. Sắp bề su phụ tê su ni gia đa đâm đăng sô râm ma nô sô sa ma nô sa tích khô. Ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh nhất phục, sống kiên trì, phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là Phạm Thí Hai Sa Môn Khất Sĩ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú 142. Không thấy ổng cho bông hoa nữa. Sư đi uống nước rồi, mệt rồi, đi chùa quá rồi mệt rồi. Con xin các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng có thấy con sai cái gì xin chỉnh sửa cho con biết. Và con cảm ơn Đồ Men, cô Mít Trà, Hạnh Kiểm, Hồng Mai cho bông hoa nước uống, nhất là vỗ tay vỗ chân. Và con xin xuống mít nhường máy cho người khác, hình như Hồng Mai đó. Họ nếu sai vẫn sao ha, người khác lên. Xin chúc quý vị được một ngày ăn vui và may mắn. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Thạnh, quý sư, và kính lễ cô tu nữ Như Pháp cùng quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhất Ta, chị Kim và The Man đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú số 142. A lam ca tô chê ti sa măng cha rây ya san tô đàn tô ni ya tô pram ma cha ri sắp bê su phu tê ni tha ya đàn đăng sô pram ma nô sô sa ma nô sa thích khu. A lam ca tô chê ti sa măng cha rây ya san tô đàn tô ni ya tô pram ma cha ri sắp đề su phụ tề su ni tha gia đành đằng sô cầm ma nô sô sa ma nô sô phích sa phích khu.
Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á đoạn âm, lanh trường âm nhấn, cá đoạn âm, tô, chê, hai trường âm thông thường, tí, xá, hai đoạn âm, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá, đoạn âm, rây, trường âm nhấn, giá, đoạn âm. Câu thứ 2, san, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, đan, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, ní, giá, hai đoạn âm, tô, trường âm thông thường, gram, trường âm nhấn, má, đoạn âm, cha, ri, hai trường âm thông thường. A lành cá tô, chê, tí xăm măng, cha rầy, giá xăm tô, đàn tô, ní giá tô, pram, má, cha, ri. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sát, trường âm nhấn, b, trường âm thông thường, xuống, đoạn âm, phu, tê, hai trường âm thông thường, xú, ní, hai đoạn âm, tha, trường âm thông thường, giá, đoạn âm, đan, trường âm nhấn, đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu thứ tư, xô, trường âm thông thường, râm, trường âm nhấn, má, đoạn âm, thông thường, xá, má, hai đoạn âm, nô, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, tích, trường âm nhấn, khú, đoạn âm, sắp, đề, su, phù, tê, su, đi, thà, gia, đành, đăng, sô, râm, ma, nô, sô, sa, ma, nô, sa, tích, khú. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 142. A lăng ca tô chê tí sa măng cha rầy giá san tô đàn tô ni giá tô pram ma cha rì sắp đề su phu tê su ni tha giá đàn đăng sô pram ma nô sô sa ma nô sa thích khu. A lăng ca tô chê tí sa măng cha rầy giá san tô đàn tô ni giá tô pram ma cha rì sắp đề su phụ tề su ni tha gia đàn đăng so brahmano so samano sa thích khu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ con xin đọc kệ. A lam ca tô chê ti sa măng chay ya san tô đan tô ni ya tô pram ma chay sap de su phu tê su ni tha ya đan đăng so pram ma no so sa ma no sa thích khô. A lam ca tô chê ti sa măng chay ya Santo Dantoni yato Brahmachari Sabde Sufute Sunitaya Dandang Supramanoso Samano Safiku. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí thức cùng quý chư tăng và cùng toàn thể đạo tràng sửa giùm. Dạ, con kính cảm ơn sư trí thức, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời chị Tâm Phương ạ. Dạ, con xin xuống nước. Dạ, con Tâm Phương, dạ con không biết bây giờ cái bài học nó mất không, con không thấy, con kính bạch ngài Hoan Hỷ cho con xin cái bài học. Dạ, dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con em xin cảm ơn chị Mita Kim Hồng Mai Thầy Măng đã cho biết âm thanh rõ nhưng mà không thấy bài học. Con chưa thấy bài học nên con bị mất bài học rồi, không biết có vị cảm ơn. Dạ cảm ơn cô Liễu Pháp ạ. Cô Như Pháp. Dạ, bây giờ con xin đọc và phân tích câu số 142. A lăng ca tô xê bí sa măng cha rầy yá san tô đàn tô ni yá tô pram ma cha ri sắp bê su phù tê
suni ya 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 dandang so brahmano so samano sa bhikkhu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chữ á là đoạn âm, chữ lăng là trường âm nhấn, chữ ca là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ chê là trường âm thông thường, chữ phí là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ măng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ chá là đoạn âm, chữ doi là trường âm nhấn, chữ giá là đoạn âm, và chữ xăng là trường âm nhấn, chữ tô trường âm thông thường, chữ đăng là trường âm nhấn, chữ tô trường âm thông thường, chữ ní là đoạn âm, chữ giá đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ cha là trường âm thông thường, chữ rí là trường âm thông thường, chữ ý là trường là đoạn âm, dạ. Trường âm thông thường, dạ. Con xin sám hối, dạ, con xin đọc lại. A lăng ca tô chê phi sa măng cha rầy ya sang tô sang đăng tô ni ya tô pram ma cha ri sắp bề su phụ tề su ni ya tha ya đăng đăng ya đăng đăng đằng đằng so brahmano so so samano sapikhu. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và số 4. Dạ, chữ sắp là trường âm nhấn, chữ p là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, dạ, chữ xú là đoạn âm, chữ phu là trường âm thông thường, chữ t là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ ní là đoạn âm, chữ tha là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ đăng là trường âm nhấn, chữ đăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ xô là trường âm thông thường, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ xô là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, và chữ nô là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ phích là trường âm nhấn, chữ khú là đoạn âm. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có chế sai chỗ nào là con kính bạch sư với lại thầy Chư Tăng Phật tử giúp con để sửa. Bây giờ con xin đọc kệ. Dạ. Alankato sepi saman charaya santo danto niyato brahmachari sambe supu te su nithaya dandan so brahmano so samano sapinko alankato che pi samang chay gay ya santo danto niyato brahmachari sambe supo te su nithaya dandan so brahmano so samano sapinko. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phẩm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay là sa môn khắc sĩ. Và con đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Và con vừa đọc xong, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 142. Alankato che pisa mang charaya santo danto niyato brahmachari sappe su fu te su nitha ya dandang
So Brahmano, so Samano, Safiku, Safiku. Alang Kato, Je Pisamang, Chariyas, Santo, Danto, Niyato, Brahmachari. Á là đoạn âm, lanh là trường âm, nhấn. Cá đoạn âm, tô chê hai trường âm thông thường, bí xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rây trường âm nhấn, giá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, đanh trường âm thông thường, ố đanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ní giá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường. A lăng cát tô chê bí sa măng cha ri giá san tô đanh tô ni giá tô brahm mắt cha ri sắp bệ su phụ tê su ni tha đanh đăng so brahmano so samano samano sa phích khu sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, số đoạn âm, phu trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, số ní là hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, đanh trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, so brahm, so là trường âm thông thường, brahm là trường âm nhấn, má đoạn âm, no, so, hai trường âm thông thường. Xá má hai đoạn âm, no, trường âm thông thường. Xá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm. Đọc lại câu 3 và 4. Sắp bê su phu tê su ni tha giá đành đăng so brahmano so samano sa phích khú. Đọc lại 4 câu. A lành cát tô chê bí sa măng chê ra. A lăng cát tô chê bí sa măng cha rây giá san tô đành tô ni giá tô brahmachari sắp bê su phụ tê su ni tha giá đành đăng so brahmano so samano sa phích khu. A lăng cát tô chê bí sa măng cha rây giá san tô đành tô ni giá tô brahmachari sắp bê su phụ tê su ni tha giá đành đăng so brahmano so samano sa phích khú. A lăng cát tô chê bí sa măng cha rây giá san tô đành tô ni giá tô brahmachari sắp bê su phụ tê su ni tha giá đành đăng so brahmano so samano sa phích khú. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Alo, dạ, đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Alo, dạ, dạ con cảm ơn cô Hồng Mai, cô Phúc Hạnh. Con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Con xin kính chào chàng, con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 142. A lăng cát tô chê bi sa măng cha rây ya san tô đan tô ni ya tô ram ma cha ri sắp bê su pu tê su ni tha ya đan đăng so ram ma no so sa ma no sa phi khu. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2.
Alankato che bisamang charaya santo danto niyato ramachari. Á là đoạn âm, lăng là trường âm đập, trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tô chê là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Ní giá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha ri là hai trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Sắp bề xúc phù tê sunita gia đành đăng sô râm má nô sô sá má nô sắp thích khú. Sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Phu là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, xú, ní là hai đoạn âm, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đăng là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô, xô là hai trường âm thông thường, xá, má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Đọc lại nguyên bài. Alankato che bisamang chariya santo danto niyato ramachari sappe supute sunita yadam danso ramano so samano sapitku. Bản dịch của Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh, nhiếp phục, sống kiên trì, phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn, khất sĩ. Dạ, con có sai chỗ nào xin đạo tràng, sửa chữa dùm cho con. Dạ, con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và dạ, con kính xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 142. A lành ca tô chì bí sa măng cha đầy giá sành tô đàn tô ni gia tô rầm ma cha trì sắp bề sư phụ tề xuân đi thà gia đàn đằng sô rầm ma nô sô sa ma nô sa phí khu. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Á đoạn âm, lành trường âm nhấn, cá đoạn âm, tô chê hai trường âm thông thường, bí xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rây trường âm nhấn, giá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ní giá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, râm mắt râm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường. A lành ca tô chì bí sa măng cha rầy gia sành tô đàn tô ni gia tô râm ma cha ri. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Sắp trường âm nhấn, b trường âm thông thường, xú đoạn âm, phu t hai trường âm thông thường, số ní hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, giá đoạn âm, đan trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo nguyên âm, sô trường âm thông thường, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô sô hai trường âm thông thường, xá má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, xá đoạn âm, phít trường âm nhấn, khú đoạn âm, sắp
bề su phụ tề su ni thà ya đàn đằng chô cầm ma nô chô sa ma nô sa phi phu. Dạ con xin đọc lại nguyên bài. A lan ca tô chê bi sa măng cha rầy ya san tô đàn tô ni ya tô trầm ma cha rì sắp bề sư phụ tề su ni thà ya đàn đằng sô rầm ma nô sô sa ma nô sa phi phu. A lan ca tô chê bi sa măng cha rầy ya san tô đàn tô ni ya tô trầm ma cha rì sắp bề sư phụ tề su ni thà ya đàn đằng sô rầm ma nô sô sa ma nô sa phi phu. Ai sống tự trang sức như an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh, vị ấy là phạm chí hai sa môn thất sĩ. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. A lan ca tô chê bi sa măng cha đầy ya san tô đan tô ni ya tô râm ma cha đi sắp bê su phụ tê su ni tha ya đàn đằng su trăm ma nô su sa ma nô sa phi phụ. Dạ con đọc con phân tích và kể xong rồi, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn quý đạo tràng. Dạ con xin chấm mít là cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim đã cho biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào quý đại hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bài và phân tích câu pháp cú. A lăng ca tô chê bi sa măng cha yai ya san tô đàn tô ni ya tô ram ma cha ri sắp bề su phụ tề su ni thà ra đàn đằng su ram man su ram mano su sama no sa phích khu. A lăng ca tô chi bề chi bi sa măng cha huy ya san tô đàn tô ni ra tô dâm ma cha ri sắp bề su phê su phù tề su ni thà ra đàn đằng su râm ma nô su ma sa ma nô sa phích phụ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á là trường, á là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, xá là đoạn âm, măng là
trường âm độc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, săn là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ní, giá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, dâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha, ri là hai trường âm thông thường. A lăng ca tô chê bi sa măng cha dây ya san tô đàn tô ni ya tô yam ma cha ri. Câu 3 và câu 4. Sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, t là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ní là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô là trường âm thông thường, dâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường, nô xô là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, xá má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, phú là đoạn âm, sắp pê su phù tê su ni thà ra đàn đăng so ramano so samano safiku. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ đấy. Của bản dịch là thượng thích minh châu của sinh vật thuộc đạo toàn bản. A lăng ca tô chê bi sa măng cha gầy ya san tô đàn tô ni ya tô ram ma cha ri. Sắp pê su phù tê su ni tha ya đàn đăng so ram ma no so sa ma no sa phích cụ. A lăng ca tô chê bi sang cha dây ya san tô đàn tô ni ya tô ram ma cha ri. Sắp bê su phu tê su ni tha ya đàn đăng so ram ma no so sa ma no sa phích khu. A lăng ca tô chê bi sa măng cha gây ya san tô đan tô ni ya tô ram ma cha yi. Sắp bê su phu tu tê su ni tha ya đan đăng so ram ma no so sa ma no sa phích khu. Dạ con đã đọc xong, con có sai, mong ngài Chí Đức và quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin mời các bạn, bạn nào mà chưa đọc thì xin mời quý vị lên đọc bài ạ. Xin mời Hạnh Phước nha. Alo, 123, 123. Ai, chị Hồng Mai ơi, mic ế rồi. Ai, bây giờ chúng ta đi qua phần từ vựng ha. Quý vị hoan hỷ ha. Bởi vì sinh hoạt phải liên tục. Còn nếu không liên tục thì để cái rung nó trống quá. Ai, đều hữu hạnh phước ha, có khi khác nha, bởi vì câu Phật ngôn này cũng hơi dài, quý vị thông cảm. Alo, có Thích Như Quang không? Để coi phần tự vận. À, có Thích Như Quang. Bây giờ câu đầu tiên, A Lăng Ca Tô Chê Bích Sắp Măng Chá Rầy Dạ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu này. Câu đầu tiên có bốn từ. Alankato là một, Chepit là hai, Sapman là ba, Charaya là bốn. Alankato, bây giờ chúng ta tìm hiểu từ này. Alankato do cái từ Alankata. Chữ Alankata đây là một tính từ nam tính, nhưng mà nó được đứng làm chủ từ số ít. Bathama ekavachana vipatti, cho nên Alankata biến thành Alankato. Alankato là người đã được trang sức. Người đã được trang sức. Chepi, à, chữ chê cộng với api, chê cộng với api, chê là nếu, api là cái gì đây? Alo, à, chữ chê là nếu, api, và nó mất đi chữ á, thành ra chê pí. Vậy thì chữ api, à, nếu dầu dù, à, thì ở đây hai chữ này nó biến thành như một là một cái thành ngữ ha, chê pí, à, nếu dù cái gì đó ha, à, thì ở đây Alankato chê pí có nghĩa là nếu người dù đã trang sức ha, à, à, rồi sao nữa. Chữ sắp măng là bằng hay là ngang hàng ha,
chữ Sama. Ở đây được chia theo đối các số ít đối trị giáo vì khóa tí ẹ câu bó trần há cho nên Sama biến thành Samang. Samang là bằng, ngang bằng ha. Rồi cái từ cuối cùng đây là một động từ cha rầy giá. Cha rầy giá động từ số ít này nói lên cái gì? Có thể thực hành hay là nên sống, có thể thực hành hay là nên sống. Vậy thì câu đầu tiên này Alan Kato chề biết sắm bằng cha rầy giá. Nếu người dù đã trang sức lộng lẫy mà thực hành sự nếu người dù đã trang sức lộng lẫy mà thực hành một câu thì chúng ta thấy ý nghĩa nó hơi cô động á, hơi khó hiểu ha. Nhưng mà qua câu số 2 nó sẽ bổ sung cho câu số 1 này. Câu số 2 Santo Danto Niyato Brahmachari. Santo Danto Niyato Brahmachari. Có 4 từ ha. Cái từ Brahmachari khi nãy sư Tâm Phương đọc chỗ này không được tự tin ha. Brahmachari có khi đọc rí, có khi đọc rì ha. Rồi chữ Santo. Santo đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính và được đứng làm chủ từ số ít. Bà Tham Á Nghe Cáu Quá Chá Na Quỳ Phát Tí Sanh Tá biến thành Sanh Tô. Đã được an tịnh, đã được vắng lặng, đã được an tịnh, đã được vắng lặng. Chữ Sanh Tô rồi từ thứ hai Đanh Tô. Đanh Tô đây cũng là một dạng quá khứ phân từ nam tính và được đứng làm chủ từ số ít. Và Tham Má Nghe Cáu Quá Chá Na Quỳ Phát Tí cho nên có ý nghĩa là đã được chế ngự, đã được thu thúc, đã được chế ngự, đã được thu thúc. Đanh Tô do từ Đanh Tá. Rồi từ thứ ba Niyato. Niyato nó cũng là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính và cũng đứng làm chủ từ ha. Bà Tham Á Nghe Cáu Quá Chá Na Quỳ Phát Tí đã được quá quyết hay là đã được thu thúc, đã được kiểm soát. Niyato. Và cái từ cuối cùng Brahmachari. Brahma có nghĩa là phàm thiên, có nghĩa là tốt đẹp, có nghĩa là cao quý. Và Chari. Chari đây là một danh tính từ có sự sinh sống, có sự thực hành, có sự thực hành, có sự sinh sống. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau. Brahmachari có sự thực hành phạm hạnh, có hành động cao quý, có sự thực hành phạm hạnh, có hành động cao quý. Brahmachari. Vậy thì câu số 2 Santo Danto Niyato Brahmachari được an tịnh, được chế ngự, quả quyết có sự thực hành phạm hạnh, được an tịnh, được chế ngự, được quả quyết có sự thực hành phạm hạnh. Đó là ý nghĩa câu số 2 nha. Rồi, bây giờ qua câu số 3.
sabbe sukhute sunithaya dandang sabbe sukhute sunithaya dandang. Câu số 3 chúng ta có 4 từ, sabbe su là 1, phu tê su là 2, nithaya là 3, dandang là 4. Sabbe su do cái từ sabba, và ở đây nó được chia theo định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều tức là các tầm ý quy pháp thí phổ quá trình á, cho nên sabba biến thành sabbe su. Đối với trong tất cả, sabbe su là đối với trong tất cả. Rồi, câu số, từ số 2, phu tê su. Phu tê su do cái từ phu ta, và đây nó là một danh động từ. Nhưng mà nó được ghi theo định sự cách số nhiều, phu ta. Sát tầm ý vì phát tí bổ hú quá trần á, cho nên phu ta biến thành phu tê su. Đối với ở chúng sanh, đối với ở chúng sanh, sắp bê bê số là trong, rồi đây phu tê số là ở, rồi trên, rồi dưới, đây là trở khắc ha. Rồi cái chữ ni tha giá, ý tha giá đây là một động từ bất biến. Cái căn ngữ tha có nghĩa là đặt xuống, tiếp đồng ngữ ní phía trước có nghĩa là xuống. Vậy thì ni tha giá ở đây có nghĩa là sau khi bỏ xuống, sau khi bỏ xuống ni tha giá. Sau khi bỏ xuống, bỏ xuống cái gì? Đanh đăng do cái từ đanh đá. Đanh đá là một danh từ nam tính, akranta umlinga. Và đanh đá ở đây được chia theo đối cách số ít, đối thị giả, quyền phát tí e ca quá trình á. Cho nên đanh đá biến thành đanh đăng. Đanh đăng là sự hay là hình phạt, hành hạ hay là hình phạt. Vậy thì câu số 3, sắp bê xuất phù tê xuất ni thài giá đành đằng. Sau khi bỏ xuống sự hình hạ đối với tất cả chúng sanh, sau khi bỏ xuống sự hình phạt đối với tất cả chúng sanh, và câu cuối cùng, so pramano so samano sapikhu, so pramano so samano sapikhu. Câu cuối cùng 1 2 3 4 5 6 từ. Chữ so có nghĩa là người ấy, vị ấy ha. So pramano, so pramano, vị ấy là Bà La Môn. Chữ pramano do từ pramana, nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga, và được đứng làm chủ từ số ít, bathama ekavachana vipatti. Pramano có nghĩa là Bà La Môn. Rồi chữ thứ hai, samano do cái từ samana. Samana cũng là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga, và được đứng làm chủ từ số ít, bathama ekavachana vipatti. Cho nên samana biến thành samano. Samano là sa môn. Và chữ cuối cùng, khích khu, có nghĩa là tỳ kheo hay là khắc sĩ.
Vậy thì so brahmano so samano sapiku ấy hay là vị ấy là bà la môn, là sa môn, là tỳ kheo. So so sa là vị ấy. Vậy thì câu Phật ngôn 142 cho chúng ta ý nghĩa: nếu người dù đã trang sức lộng lẫy mà thực hành sự trầm tĩnh, sự an tịnh đã được giới ngự quả quyết, có sự thực hành phạm hạnh, sau khi bỏ xuống sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Kheo. Nếu người dù đã trang sức lộng lẫy mà thực hành sự trầm tĩnh, sự an tịnh đã được giới ngự quả quyết, có sự thực hành phạm hạnh, sau khi bỏ xuống sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Kheo. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Tổ Phổ Thơ Lục Bát thế này: người kia giàu đẹp phục trang, nhưng đời thanh tịnh, tỉnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hành trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng, chẳng hề trượng đau, tỳ khưu phạm chí khác nào, sa môn khắc sĩ gọi sao cũng là. Xin lặp lại: người kia dẫu đẹp phục trang, nhưng đời thanh tịnh, tịnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng, chẳng hề trượng đau, tỳ kheo phạm chỉ khác nào, sa môn khắc sĩ gọi sao cũng là. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: ai sống tự trang sức nhưng an tịnh như phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chỉ hay sa môn khắc sĩ. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh như phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chỉ hay sa môn khắc sĩ. Trong phần về quê về có ý kiến gì không? Alo, có ý kiến gì trong tự vận không? Bây giờ đi vào duyên sự. Đây một câu Phật ngôn rất là có ý nghĩa, rất là hay. Câu Phật ngôn 142 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, và đề cập đến một vị quan đại thần tên là Santati. Alo, ai viết chữ Santati cho nó đúng? Bởi vì khi học câu Phật ngôn này thì chúng ta cũng phải biết tên của cái vị đó. Ồ, Đại Thích Như Quang đưa lên rồi, làm bà con coi như là có Sĩ Quan Thành hạ đưa lên Santati, đúng rồi. Mới chào huynh Giang Nhật Hà, đi học trễ ha. Một thời nọ có một vị quan đại thần trở về kinh đô sau khi văn lệnh của đức vua Vasenadi xứ Kosala đã tiêu trừ phiên loạn và bình định được biên cương. Đức vua rất là hài lòng, ban cho ông làm vua trong vòng 7 ngày và thưởng cho ông một cô vũ nữ danh ca tuyệt sắc. Có nghĩa là cái vị quan đại thần này được lệnh của vua tiểu trừ bình định, nghĩa là phiến loạn ở tại biên giới và thành công. Cho nên đức vua mới thưởng cho ông ta được làm vua trong vòng 7 ngày và cho ông ta một gia nhân tuyệt sắc.
Trong 7 ngày ông sung sướng thọ hưởng, ăn uống say sưa. Và đến ngày cuối cùng ông đem tất cả đồ trang sức, tức là mặc hết vào trong người, rồi đem lưng một con voi to lớn, đi ra ngồi sông, ngồi bến sông để mà tắm. Trên đường đi thì ông gặp bậc đạo sư và tăng chúng đi vào thành Thất Thực. Ngồi trên lưng voi, ông gật đầu chào Đức Phật. Đức Phật ngài cười, và khi Đức Phật cười như vậy thì trưởng lão Ananda thắc mắc hỏi Phật Thích Thế Tôn, tại sao ngài lại cười, có nguyên nhân gì? Đức Phật mới giải thích lý do nụ cười như thế này. Này Ananda, hãy để ý xem ngày hôm nay Quan Đại Thần sanh tật tí, mình đeo tất cả những cái vật trang điểm sẽ đến gặp Như Lai, rồi nhờ một câu Phật ngôn mà chứng đắc thánh quả A-la-hán, rồi ngồi trên hư không cao độ khoảng 7 cây thốt nốt mà thuyết pháp xong nhập vô dư niết bàn. Đại chúng khi nghe rõ lời tiên tri của Đức Phật, khi mà ngài nói với trưởng lão Ananda, thì những người tà kiến thì nghĩ rằng, ô bà con hãy coi hành động của Sa môn Gotama, ông ta tự mình dám mở miệng nói rằng hôm nay một cái ông say rượu, một vị đại thần, một ông vua trang điểm suy soan như thế mà để nghe ông ta thuyết pháp rồi sẽ nhập niết bàn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ kiến thức ông ta về cái tội nói dối. Còn cái nhóm người tà kiến thì bảo nhau, ôi to lớn thay là oai thần của chư Phật, hôm nay chúng ta sẽ được trông thấy cái tướng hấp dẫn của Đức Phật và cái tướng hấp dẫn của Quan Đại Thần sanh tật tí. Vị Quan Đại Thần tật tí cả ngày đùa giỡn nước tại cái bến tắm, rồi đến vườn Thường Nguyễn ngồi trong nhà đãi khách. Cái cô vũ nữ bước vào giữa sân khấu để biểu diễn tài nghệ ca vũ của mình, vì đã nhịn ăn suốt 7 ngày để bảo vệ cái thân hình duyên dáng. Cho nên ngày hôm đó khi mà đang ca vũ cho Quan Đại Thần xem, thì trong bụng cô ta ngọn gió độc bén như là những con dao nhỏ khởi lên, cắt xén thịt của quả tim cô ta. Rồi bỗng nhiên cô ta ngã xuống chết ngay, miệng há hốc, mắt mở ra trao tráo. Quan Đại Thần sanh tật tí bảo thủ hạ, hãy xem cô ta như thế nào. Và thủ hạ đáp rằng, dạ thưa ông chủ, cô ta đã tắt thở rồi. Khi nghe như vậy thì Quan Đại Thần sanh tật tí cảm thấy khổ sầu không thể tả được. Mặc dù đã uống rượu suốt cả 7 ngày, nhưng mà giờ ấy rượu nó tiêu mất đâu hết. Hầu như trong đầu của ông ta không còn lấy một giọt nào. Quan Đại Thần sanh tật tí mới than rằng, mối sầu này không ai khác có thể làm cho ta nguôi ngoai được, ngoại trừ Đức Như Lai. Và xế chiều hôm đó, cùng đoàn quân hộ giá, Quan Đại Thần sanh tật tí đến bái kiết bậc đạo sư và bạch rằng, bạch ngài, lòng con mang nặng một mối sầu, chỉ có ngài có thể giải khổ cho con được mà thôi, nên con đến đây xin ngài từ bi làm chỗ nương nhờ cho con. Đức Phật khuyên giải Quan Đại Thần, hôm nay ông đến đây vì nghĩ rằng Đức Bổn Sư có thể dập tắt cái lửa sầu của ta được hay sao? Quá thật, vì người phụ nữ này, cũng vì cái chết của cô ta mà ông đã đổ biết bao nhiêu dòng suối lệ. Nếu dồn chung lại thì còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Dĩ vãng từ trước quên đi, hậu lai chưa đến, còn chi mà hồng.
hiện tại cứ để tâm không, vô cầu vô chấp, bên lòng an vui. Và khi câu kệ Quan Đại Thần sanh thực tỷ chứng đắc thánh quả A La Hán, tự quán xét thấy tuổi thọ của mình đã hết, mới xin với bậc đạo sư: bạch ngài, xin phép ngài cho con được vô dư niết bàn. Mặc dù biết Quan Đại Thần sanh thực tỷ đã tạo thiện nghiệp gì, nhưng mà Đức Phật suy xét những người tà kiến đã tụ tập nơi đây để bắt quả tang ta nói dối sẽ không còn dịp mai nữa. Những người chánh kiến cũng tụ tập nơi đây để mục kích cái tướng hảo quang minh của Quan Đại Thần sanh thực tỷ. Sau khi mà nghe tiền nghiệp của ông ta sẽ hoan hỷ trong các thiền pháp. Đức Phật mới bảo: vậy thì ông hãy bày tỏ cái thiện nghiệp, cái tiền nghiệp của ông cho Như Lai nghe trước đi. Ông đừng có đứng ở dưới đất mà kể chuyện, hãy đứng trên hư không cao độ 7 cây thốt nốt mà kể chuyện cho Như Lai nghe. Quan Đại Thần mới đáp: lành thay bạch Đức Thế Tôn. Khi đảnh lễ Đức Phật xong, ông bay lên cao độ 1 cây thốt nốt, rồi đảnh lễ Đức Phật, lần lượt ông bay lên cao độ 7 cây thốt nốt, ngồi kiết già giữa hư không mà nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy nghe câu chuyện tiền nghiệp của con. Cách đây 91 kiếp của trái đất, và thời kỳ Đức Phật Vipassi, con được sanh trong một gia đình lễ giáo, cư ngụ trong thành Panthumati. Con có ý nghĩ làm thế nào để đừng tạo nghiệp gì chia rẽ hoặc là áp bức kẻ khác. Khi suy nghĩ như thế, con mới thấy rằng chỉ có đi cổ động kêu gọi người ta làm phước là tốt nhất. Và kể từ đó về sau, con chưa muốn làm có một việc đó, có nghe đốc suối đại chúng hãy làm phước, hãy lo trì bát quan trai giới vào những ngày bát quan, hãy bố thí trai tăng, hãy nghe thuyết pháp. Không có gì sánh bằng Tam Bảo, nhất là Phật Bảo, hãy tôn kính Tam Bảo. Lúc con đang đi lớn tiếng kêu gọi đại chúng như thế, thì phụ vương của Đức Phật là Đức Vua ở trong thành Panthumati nghe tiếng truyền đạo của con, mới gọi con vào trong cung và phán hỏi rằng: này Khanh, Khanh đi rao truyền cái tin gì vậy? Tâu về hạ thần đi truyền bá ân đức của Tam Bảo, đốc thúc đại chúng tạo thiện nghiệp. Nghe vậy thì Đức Vua phán hỏi: Khanh đi bằng phương tiện gì? Tâu về hạ thần đi bộ. Này Khanh, Khanh đi bộ như vậy coi không có được. Khanh hãy trang điểm với vòng hoa này và cởi trên lưng con ngựa mà đi. Đức Vua ban cho con một vòng hoa quý như là sấu chuỗi ngọc và một con ngựa thuần hóa. Khi mà con giữ gìn những lập của vua ban, đi cổ động như thế, rồi Đức Vua lại gọi con vào trong cung phái, Khanh đi cổ động chăng? Và khi biết việc của con làm, Đức Vua mới phán rằng: này Khanh, Khanh cởi con ngựa đi cũng chưa có xứng đáng, hãy ngồi lên chiếc xe này mà đi. Rồi Đức Vua ban cho con một cỗ xe kéo bằng 4 con tuấn mã. Rồi lần thứ 3, Đức Vua nghe con những cái tiếng cổ động như vậy, mới gọi vào và phán hỏi: Khanh đi làm công tác gì vậy? Con đáp rằng: đi cổ động cho bà con tạo phước. Thì Đức Vua mới phán rằng: này Khanh, cỗ xe tứ mã cũng chưa xứng đáng với Khanh. Đức Vua ân tứ cho con một huy chương lớn với nhiều tài sản và bán thêm một thất tượng. Từ đó con mang đầy mình những đồ trang sức và ngồi trên long lượng mà đi cổ động cho chánh pháp suốt 80 năm. Trong thời gian đó, từ thân của con xông ra một mùi hương chiên đàn
Từ miệng của con phát ra mùi thơm của hoa sen, và đây là nghiệp của con đã tạo. Sắp kể hết tiền nghiệp của mình, quan đại thần sanh tập thí vẫn ngồi trên hư không, nhập vào đề mục lửa mà viên tịch. Trong thân của ngài, một ngọn lửa bốc lên thiêu hết máu thịt, chỉ còn lại những ngọc xá lợi trắng muốt như là những hoa lài. Đức Bổn Sư trải vải sạch ra hướng, những ngọc xá lợi rơi vào đó. Những ngọc xá lợi này tôn chỉ vào những thánh tháp xây ở những ngã tư đường để cho đại chúng đến lễ bái, ắt sẽ được nhiều phước báo. Các vị tỳ kheo ngồi trong giảng đường đề khởi lên câu chuyện: này các tỳ kheo, đại thần sanh tập tí chỉ nghe có một bài kệ tứ cú mà chứng đắc thánh quả là hẳn, mình vẫn còn mang trang sức trang điểm xuê xoan, rồi ngồi giữa hư không mà tịch diệt. Thử hỏi chúng ta nên gọi ông ta là một vị sa môn, một vị tỳ kheo, hay gọi ông ta là một bà la môn bình thường? Đức Phật người đến và hỏi: này các tỳ kheo, hôm nay các ông ngồi trong phòng bàn về chuyện gì? Bạch ngài, chúng con đang nói về quan đại thần sanh tập ý. Khi nghe nói như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng: này các vị thưa, con trai của Như Lai đáng gọi là Sa Môn, mà cũng đáng gọi là Bà La Môn nữa. Rồi Đức Phật mới thuyết lên câu Phật ngôn 142 này: ôi Sa Tổ, Sa Tổ Như Hoàng, A lăng ca tô chê bi sa mần cha rầy giá sanh tô đành tô ni giá tô phầm má cha rì sa bề su phù tề su ni thà giá đành đăng su phầm má nô su sa má nô sa thích khu. Ai sống tự trang sức không an tịnh như phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn các sĩ. Cuối cái thời pháp, cuối câu Phật ngôn này thì có rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả tu đạo quả. Thì trong duyên sự này cho chúng ta thấy rằng ăn sủng vua ban đủ 7 ngày, ngũ trần tội hưởng mặt vui say, bỗng nhiên nhận thấy vô thường khổ, giấc mộng kê vàng thức tỉnh ngay, tình yêu vũ nữ quá đậm đà, nàng chết lòng ông thật xót xa. Phật dạy: vì nàng ông đổ lệ, nước trong bốn biển chẳng nhiều qua. Chư tăng thắc mắc hỏi nhau rằng: La Hán đại thần mặt xuê xoan, tịch diệt giữa trời, ta phải gọi Bà La Môn khất sĩ hay chăng? Phật dạy: người ăn mặc rất sang, nhưng tâm ăn tịnh chế ngự căn, kiên trì sống cuộc đời phạm hạnh, đúng gọi Bà La Môn thánh tăng. Vừa xong câu chuyện là gà gáy. Quý vị thấy ý nghĩa câu Phật ngôn 142 rất là hay. Chí Khà và Sa Thú là biết hay lắm rồi ha. Rồi bây giờ quý vị nên thảo luận về câu Phật ngôn này. Đối với giáo pháp của Đức Phật Vipassi ha, trong 91 kiếp trước thì cái vị quan đại thần này là một cái người nghèo nhưng mà được làm giám đốc, tức là chỉ năm ngón ha, miệng coi như luôn luôn cổ suý hãy thực hành phạm hạnh, hãy giữ giới, hãy nghe pháp, hãy chay tăng, hãy có niềm tin với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng ha. Ông ta bị cổ suý như vậy, từ một người đi bộ được Đức Vua cho con ngựa, rồi từ con ngựa đó Đức Vua ban cho một cỗ xe tứ mã, rồi
từ cỗ xe tứ mã đó, Đức Vua là ban cho một thất tượng, một con voi, rồi những huy chương, những chuỗi ngọc, những đồ trang sức đắt giá, đi cổ suý cho Tam Bảo. Đó là một cái điều mà để chúng ta thấy rằng cái nhân và cái quả nó thể hiện một cách rất là tuyệt vời, gọi là nhân quả hay là cái nghiệp bất khả tư nghị ha. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Thấy người ta cổ suý, thấy người ta khích lệ sắc tấn cho thiện pháp, thì nhiều khi cái tâm ganh tị của chúng ta nổ lên. Nhưng mà ông này kiên trì tới 8 muôn năm hả, cái phước rất là hy hữu. Cho nên một số các vị tỳ khưu mới thắc mắc, ăn mặc đẹp như vậy thì bây giờ để nhập Niết Bàn, đã là một cái vị A-la-hán, vậy thì mình phải gọi ông ta là gì? Bà-la-môn, Sa-môn, Khất Sĩ hay là Tỳ Kheo? Đó là những cái điều mà vị tỳ kheo phàm thắc mắc. Nhưng mà không biết các vị trong đạo tràng có thắc mắc hay không? Đó là chuyện hồi xưa, còn chuyện bây giờ nè, quý vị có thắc mắc không? Rồi, ai là người đưa tay trước? Alo, bộ hay lắm hay sao? Sứ pháp nguồn Lào Cai, xa thú lê lịa vậy nè. Hôm nay sứ pháp nguồn cũng đi học trẻ phải không? Rồi, đi học trẻ, Huynh Giang Nhạc Hà cũng đi học trẻ. Vậy thì đi học trẻ chắc chắn rằng thắc mắc nhiều. Thắc mắc nhiều, rồi mời sứ pháp nguồn trước và Huynh Giang Nhạc Hà sao ha. Rồi, xin mời. Chiếc kim cởi gì? Cười người ta quê người ta không chịu lên vậy. Rồi mời sư pháp nguồn. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp, Ấn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, sư Phước Thành. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu tốt ạ. Dạ, con xin sám hối ngày hôm nay con vào muộn nên con bị không nghe được cái tích sự này, cho nên là con cũng chưa biết thế nào mà thảo luận được bài này ạ. Cho nên con xin phép được kể bài này một chút, rồi con xin được giao mic cho cô Kim. Con xin giao mic cho cô Kim nhé. Dạ, để con xin phép được kể. Karan kanto chepi sarang cha re ya santo dandoni ya to ramachari sabbe supute sunitaya dandang soramanno so samanno sa bhikkhu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm trí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã kệ xong, con xin phép được dâng mic đến vị khác ạ. Dạ, xin được sám hối này. Alo, 123, 123. Sư pháp nguồn Lào Cai bán cái dở quá,
Khi nào mà coi như có người đưa tay á, rồi khi đó mới chịu xuống chứ. Bây giờ người ta không ai đưa tay rồi bỏ xuống là thầy trống vắng. À, đây là một cái câu Phật ngôn đặc biệt. Cái người đã bỏ công sức ra, chứ không phải là bỏ vật chất của cái mồ hôi nước mắt để mà coi như làm phước cúng dường. Mà người này bằng sức lực của mình đi kêu gọi, đi cổ động, đi nhắc nhở, đi khích lệ, sắc tăng, khuyến khích người khác tạo phước. À, đây là một câu Phật ngôn mà chúng ta thấy rằng với sức lực của chính mình để chuyển hóa những cái người có ác tâm, những người bất hạnh, những cái người mà tạo ác pháp nhiều, mà bây giờ người ta quay đầu về với Tam Bảo. À, đây là một cái việc làm mà cái vị này khi mà coi như nói ra thì cái miệng mình nó thơm như hoa lài ha, mà khi mà coi như là cái thân của mình nó tỏa ra một cái mùi hương chiên đàn, chứ không có hôi thối. Cái phước đặc biệt vậy. Thì quý vị thấy rằng cái hành động của vị này suốt một thời gian trong thời kỳ của Đức Phật Vipassi mà đến Đức Phật của chúng ta 91 kiếp hả? 91 kiếp của quả đất, và bây giờ đã trở thành một vị A-la-hán. Mà quý vị thấy rằng vẫn thụ hưởng ngũ dục một cách dư giả đầy đủ. Suốt nghĩa là được làm vua 7 ngày. 7 ngày sống trong sung sướng, trong xa hoa, trong coi như là đầy đủ ngũ dục. Nhưng mà nghe một câu Phật ngôn thôi là chứng đắc thánh quả A-la-hán. Tỉnh rượu ngay, tức là say sưa, ngay sầu khổ, uống rượu suốt 7 ngày 7 đêm, rồi thấy được cái sự vô thường, khổ của cái một giá nhân tuyệt sắc, và đã thức tỉnh ông ta. Ông ta tìm gặp đến Đức Phật và chứng đắc thánh quả. Một cái chuyện tuyệt vời. Ở đây muốn nói lên vấn đề chúng ta tạo phước không phải là có tiền bạc của cải mới tạo phước được, mà bằng lời nói, bằng hành động, chúng ta có thể thể hiện qua và kêu gọi người ta đến với giáo pháp, đến với Tam Bảo, thì cái phước nó cũng đặc thù, cũng dị thù, như trường hợp của đại thần Sanh Tật Tý. Rồi bây giờ tiếp theo mời quý vị có ý kiến. Đây là một câu chuyện hay để chúng ta học hỏi. Hãy khích lệ sách tấn cho nhau trong sự tu tập. Hôm nay Lào Cai mưa to nên đường truyền không được ổn định. Đúng rồi, này là mưa ngoài trời mà còn mưa trong lòng nữa, khổ thiệt. Rồi xin mời quý vị tiếp tục. Alo, chị Pháp Nguồn Lào Cai rất là hữu phước có được 5 vị sư đi đến tận nhà. Trời ơi, hoàng hỷ ha. Rồi, mời sư Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ, giáo quy Phật tử. Con thấy cô Pháp Nguồn Lào Cai này chắc là đá banh hay là coi đá banh ngầu lắm á. Cậu bán cái hay thiệt á. Cậu lên cái cô quẹo qua con à. Đóng người trong đó, cô không quẹo, cô đá banh qua cho con. Thiệt tình. Nhưng mà cái bài này cũng hay đấy sư. Nó kết cấu rất nhiều thứ. Chứ khích nói qua về cái ông đại thần Sanh Tá Tý này. Sanh Tá Tý Maha Matto. Maha Matto tức là đại thần, tức là vị quan lớn. Sanh Tá Tý là tên của ổng. Thì con thấy cái điều này trong cái câu Kinh Pháp Cú này, thì cái chữ chính trong đây á, là cái chữ tự trang sức.
Trang sức này không phải là trang sức vòng vàng, mà trang sức đây mà Đức Phật muốn nói là trang sức về cái sự an tịnh, sự nhiếp phục, sự sống kiên trì, phẩm hạnh, nó là không có hại mọi sanh linh. Đó là người ta mèo, chó, heo gì đó, tức là cái sự, cái những con vật nào mà có sự sống thì không có nên hại. Mà trong cái thời kỳ cách đây 91 kiếp trái đất của trong thời kỳ của Đức Phật Vipassi, thì con không biết cái Đức Phật này trong cái thời gian Đức Phật này cái tuổi thọ của con người bao nhiêu con không rành cho lắm, nhưng mà ông này ổng đi kiên trì, ổng đi truyền bá cái chánh pháp của Đức Phật, của Đức Phật trong thời đó. Thì theo con biết Đức Phật nào cũng truyền bá cũng giống nhau thôi, thì các vị ấy cũng đều nói giống như nhau, cũng có điều những cái sự ba la mật, ba chục ba la mật dài lâu, rất là lâu dài, và trí tuệ không có một người nào sánh bằng hết. Thì tới 80 năm, tức là 80.000 năm ổng đi vậy đó, thì dĩ nhiên đâu phải ai cũng thích ổng đâu, ai cũng tán thưởng ổng đâu. Ngay cả Đức Phật Gautama thì cũng bị người ta chửi, mướn người ta chửi, cũng bị rầy la, bị bà la môn mắng nhiếc tùm lum hết. Mà đó là Đức Phật đó. Còn cái ông này là người đi nói về những lời giảng, những lợi ích, những việc làm việc thiện, khuyên chúng sanh nên làm việc thiện, tạo nghiệp thiện để được việc thiện. Thì trong thời quá khứ của ổng đó, ổng ban đầu ổng đi bộ, ổng đi làm những việc đó. Khi mà ổng phát tâm, ổng làm những việc thiện đó thì ổng đi bộ, thì Đức Vua biết được, thưởng cho ông lần đầu tiên là con ngựa với sâu chuỗi ngọc gì đó. Rồi lần thứ hai ổng lại được thưởng 4 con ngựa, rồi thêm vòng vàng nữa. Lần thứ ba ổng được cho một con voi, con voi với một huy chương, rồi tài sản, rồi đủ thứ hết. Và ổng đi như vậy trong vòng 80 năm. Thì cái sự kiên trì, cái sự tinh tấn của ổng làm tạo rất nhiều phước thiện. Đến nỗi trong người có miệng của ông ta đó phát nói ra, phát sinh ra cái mùi thơm như mùi hoa sen, thì trong người cũng thơm. Thì con thấy trong kinh điển nói, thì những người mà làm phước, làm việc thiện nhiều, học hành chánh pháp, thì mặt mày của người ta nó xô ra ngoài, mặt rất coi hiền từ, thanh tịnh, thanh thản, so với những người lúc nào cũng mưu kế xảo trá như con mẹ Nancy Pelosi, nhìn mặt giống quỷ sống vậy rồi. Ghê quá, tôi nhìn thấy con sợ quá. Đại khái như vậy. Thì tâm sanh tướng, người ta hay nói vậy. Thì như vậy đó. Thì trong cái câu chuyện này, cái điểm đặc biệt nhất đó, là con chú ý nhất là cái sự chết bất đắc kỳ tử của một người vũ nữ rất đẹp và múa rất hay. Thì cô này chắc rất là nổi tiếng và rất đẹp. Thành ra nhà vua ban thưởng, mà ông này chắc cũng thích cái cô này, nên ban thưởng cái cô này cho ông này để nhảy múa cho ông này coi. Thì cái ngày hôm đó đó, thì ổng đi cởi lên con ngựa, đeo đầy hết những vòng vàng trang sức mà ổng có. Ổng đi lượn ở đấy, rồi ổng đói, ổng uống rượu 7 ngày 7 đêm, rồi ổng nhìn cái người đẹp mà ổng thích để nhảy múa cho ổng coi. Thì đột nhiên cái người này chết. Thì cái điều đó là cái gì? Để cho ổng báo trước rằng tử thần ma đã tới thăm viếng ổng rồi đó. Nhưng mà ổng có biết không? Không biết. Nhưng mà cái đó một dấu hiệu, là báo hiệu, là cái ngày cái tuổi thọ của ổng đã hết rồi. Nhưng mà ổng biết, với một người mà uống rượu 7 ngày á, thì nó sai khiển đi như một người bình thường á. Trời, hồi nãy con không nói, có ai nghe con rõ không? Quý vị có nghe con rõ không? Xin cho tín hiệu biết, hồi nãy con quên hỏi quý vị có nghe con rõ không? Nên cái nói không à. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ dạ, chạy làm thanh rõ. Dạ, con xin tiếp tục. Thì cái dấu hiệu đó cho ông biết rằng một cái cô giữ nụ mà chết bất đắc kỳ tử ngay trước mặt ông, tức là một người ổng ưa thích, ổng nghĩ ổng chỉ rằng ổng sẽ hưởng thụ cô đó, ổng sẽ ngủ như có, ổng làm một chuyện gì mà ổng thích, mà giờ tự nhiên biến mất đi, chết bất kỳ tử liền. Thì giống như cái lòng đau thương ông rất là đau khổ, như là ái diệt ly khổ. Cái người mình thương, tức là ông trong cái bát khổ, người mình thương mà lại xa lìa mình. Thì ổng uống rượu sai chỉnh, như là ổng quậy tối trời luôn. Ổng uống rượu tới 7 ngày thì ổng xỉn dữ lắm. Nhưng mà đối với người bình thường, cái người mà uống rượu nhiều, xỉn giống nhiều,
thì người ta sẽ đồng tâm trí đâu, người ta sẽ nhắc như ngủ sai hay cọ cọ. Mà khi ông này thấy một sự chết của cô, cái cô vũ nữ mà cái người mà ông thích chú á, thì lại chết đó, thì ông giật mình, ông tỉnh một ảnh, ông tỉnh rượu hết, ông nhớ là một cái điều gì không có an ổn cho ông, có một điều bất an, ông không có vui vẻ lắm, ông tỉnh ngủ đi. Thì con thấy những người mà làm điều gì xấu xa đó, thường ngày họ ngang tàn, nhưng mà khi thằng chết tới thì họ tự nhiên họ tỉnh táo, họ sợ hãi lắm. Thì có lẽ ông này cũng vậy thôi, thì ông mới nghĩ tới Đức Phật, ông nghĩ tới Đức Phật, trong thời đó không được có Đức Phật, Đức Phật Gotama. Ông ta mới để đi lại gặp Đức Phật, thì Đức Phật nói một câu kệ cho ông ta biết. Thì giống như bà Bharatara đó, cái bà vị tỳ khu mà để nhất thần thông đó, thì bà này là con nhà giàu, thì bỏ trốn theo một người đầy tớ, rồi sanh hai đứa con. Ở trong cùng ngày á, bà bị chết, chồng bà bị chết, rồi đứa con mới sanh cũng bị chết, đứa con 1-2 tuổi cũng bị chết. Rồi bà phải đi kiếm về nhà cha mẹ ruột, thì biết cha mẹ ruột luôn có người anh, cuối cùng cái gia đình đều bị chết, bị nước cuốn trôi hết. Thì bà này cũng rất là đau khổ. Thì Đức Phật nói cái sự đau khổ mà nước mắt của ông ta đổ ra nhiều hơn cái bài, nhiều hơn nước biển nữa. Trời đất ơi, con thấy nước sông nó nhiều rồi mà nước biển, biển con nói lúc con đi vượt biên biển, con nói trời ơi má, con hỏi chứ nhiều khi hỏi chứ mà mày biển rộng quá, làm sao mày bơi cho tới bên kia nếu mày chìm, mặc dầu con bơi rất là giỏi, tắm căn nhà xong không sao hết trơn, bị đánh muốn chết luôn cũng không chừa. Thì ông này cũng vậy, ổng cũng thích tắm với sông mà, chứ khi ổng lên ổng cũng đi xuống với sông ổng tắm. Thì con nghĩ là ngày xưa mấy cái bồn tắm ở trong cung điện đâu có bự giống như bây giờ, đâu có hồ tắm riêng đâu. Ổng xuống sông tắm cho thoải mái giống như con vậy. Mà ba con với má con cho nó, mày sao mày thích xuống sông mày tắm gì vậy? Trời, tắm với vui chứ không tắm gì. Dạ con xin quay trở lại nha. Thì ổng thấy một sự tử thần giống vậy, Đức Phật mới nói ổng cái sự đau khổ ông, cái nước mắt ổng đổ ra nhiều hơn cái nước biển đó, rất là khủng khiếp đó. Tức là con người bị luân hồi vì ái dục, vì vô minh ái dục, cứ dính mắt vô đó, cứ kiếp luân hồi rồi cứ khổ đau, rồi vui sướng khổ đau, khô sướng đủ thứ hết. Thì ổng tỉnh cái ngộ đó, ổng có làm phước rất nhiều. Thì khi mà Đức Phật nói một câu kệ đó, thì ổng cái thần lực của Đức Phật rất dễ sợ. Ngài nhắn vô cái thì Ngài là điều ngự trượng phu mà. Ngài làm cho thanh tịnh cái tâm, ổng kéo hết những cái ta la mặt ổng có trước. Ngài nói một câu, ổng đắc vô A-la-hán liền. Rồi khi ổng đắc A-la-hán liền, ổng quán về cái tuổi thọ ổng cũng đã hết rồi. Ổng xin Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Đức Phật cho ổng nhập Niết Bàn và kêu ổng bay lên trời giống vậy để kể về cái tiền kiếp của ổng. Thì con thấy trong này đó, đối một ông đại thần, đâu phải ông đại thần nào cũng nhậu nhẹt say sưa giống như ổng, trong 7 ngày mà được làm vua mà lại còn nhớ đến thấy một sự chết. Nếu cô này mà chết thì ổng kiếm cô khác, mà sao ổng tỉnh, ổng thấy lòng ổng rất băn khoăn, sao xiến chịu không nổi. Mặc dầu ổng là một vị tướng, thì một vị tướng khi mà ra trận thì giết biết bao nhiêu người, nhưng mà cái việc ổng giết đó thì ổng cũng gây ra cái ác nghiệp, nhưng mà cái ác nghiệp đó không có lớn bằng những cái việc thiện ông làm trong quá khứ, thành ra ông không có bị trả nghiệp nặng như những khác. Tức là ông giết, nhưng mà giờ tới tuổi thọ ông hết rồi mà ông cũng đắc A-la-hán rồi, ông đã trốn được cái nghiệp bất thiện của ông hiện làm trong này, trong thời hiện tại này, là một đại tướng mà tướng mà đi đánh giặc, không giết người này cũng giết người kia chứ làm sao mà được trong sạch được. Nhà tu còn nhiều khi không để ý, còn nhổ cây nhỏ đầy đụng đạp côn trùng cũng giết con này con kia chứ không ai trông sập được hết. Thì cái điểm thứ hai con để ý là trước khi mà ổng chết cái ngày ổng được làm vua được 7 ngày, ổng được đeo những đồ trang sức vòng vàng, trời ơi chắc nhiều lắm, rồi cởi con ngựa của Đức Phật mà thích nữa, được làm vua nữa. Thì những cái gì mà ổng hiển ngày nay á, tức là nhân quả, ổng đã từng được ban thưởng như vậy trong những kiếp trong quá khứ. Kiếp này ổng cũng được ban thưởng giống như vậy, và với sự tu tập, với những sự mà tinh tấn không ngừng nhẫn, không dứt đoạn, không dứt khoảng của ổng trong nhiều kiếp quá khứ, tức là học chánh pháp, truyền đi chánh pháp. Thì cái quan trọng với ổng học, ổng hành theo phẩm hạnh,
với đúng một vị là Bà La Môn, cũng như là đối với một nhiệm vụ của một người bị tỳ khưu trong quá khứ. Nên cái sự tu tập của ông ta thành tựu đã chín mùi rồi, thì có duyên cớ thì cũng đúng chúng duyên nó gặp Đức Phật, thì ổng đắc quả A La Hán. Đối với một người không biết Phật pháp thì họ cũng đặt nhiều câu hỏi về cái chuyện thần kỳ, nhưng mà học hành nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật thì con thấy không có gì ngạc nhiên hết. Đó là một chuyện thần kỳ trong những chuyện thần kỳ mà những vị này đã từng tu tập, đã từng view up, đã bồi đắp những công sức ba la mật của mình, có tu tập rất lâu dài. Mộng ông đi truyền thuyết trong quá khứ tới 80 muôn năm mà rất là kiên trì. Người thích thì cũng thì tốt, người không thích chỉ trích cũng không sao. Chuyện tôi làm đúng là tôi làm, tôi không có sợ chỉ trích. Cái điều đó quan trọng. Có nhiều người làm việc thiện hiện tại bây giờ mà bị người ta chê trách một chút là người ta đã tự ái, người ta thấy khó khăn đã lùi bước rồi. Còn những người mà có kiên trì thì vẫn kiên trì. Đó là một sự tinh tấn rất bền vững, cố gắng liên tục, thật đáng phục. Thì trong câu kể này con thấy cái điều nhân quả hai điểm, vì nó cũng báo trước. Báo trước là người vũ nữ mỏng yêu thích sẽ xa lìa, báo với sự vô thường vô ngã. Đó đến một sự đau khổ mà chúng sanh hay bị nếu dướng vào những ái dục do vô minh. Ông nhìn ra cái điều đó, ông biết. Thì Đức Phật giảng cho ông hiểu thì ông biết rằng cái thế giới này là vô thường, đau khổ và vô ngã, không có gì thuộc người ta hết. Thì ông đắc quả A-la-hán là chuyện rất bình thường đối trong giáo lý của Phật Pháp. Con chỉ chia sẻ như đó thôi, con cũng biết nói nhiều. Thì con cảm nghĩ cái điều quả có điểm báo trước cái gì có hết. Và cái rất là thần kỳ, rất là hay. Con chỉ chia sẻ như đấy thôi. Và con xin trả máy. Đó, thì chắc có những điều sai, cũng có nhiều điều đúng. Thì nếu có sai thì con xin sám hối, xin các sư, các cô tư nữ, những vị Phật tử chỉ dạy. Và con xin xuống máy và chúc cho các sư, các cô tư nữ, những vị Phật tử được ngày ăn vui và vui an vui và may mắn. Con xin trả mít là con không biết mời người nào hết. Con xin trả máy là cho sư là chắc ăn nhất đó. À, sa thú Sĩ Kim. Quý vị nghe Sĩ Kim trình bày ha, nói có sách mất có chứng ha. Rồi quý vị có ý kiến gì không? Sĩ Kim trình bày giờ có ý kiến gì không? Nói có sách mất có chứng còn gì để mà nói phải không? Nhưng mà còn ý kiến của những vị khác, những vị mà chúng ta đến trước á thì nó trọn vẹn ha, nhưng mà đến sau á thì có nhiều cái thắc mắc lắm. Vậy thì những người đến sau là ai? Tức là những người mà đứng cuối của cái danh sách này. Vậy thì mời Sĩ Tina. Alo, Sĩ Tina nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Chắc là cũng nghe Duyên Sự, chắc là cũng nghe Sĩ Kim trình bày. Vậy thì ý kiến Sĩ Tina nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Alo. Rồi sa thú bàn tay Sĩ Tina. Lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài, con kính chào quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đại tràng. Con cũng vô trễ với thưa ngài. Dạ, qua câu pháp cú này thì con câu pháp cú có 142. Ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh, nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Dạ. Qua cái bài pháp cú này thì
đối với những việc thiện mà mình đã làm thì mình nên tiếp tục mình làm, duy trì những cái điều thiện này thì mình được thanh tịnh nơi tâm. Trong những điều xảy ra trong quá khứ như cái vị thần đại thần Santati này cũng được hưởng lạc những cái thành tựu và hưởng lạc được được những cái chức vị và có đầy đủ vật chất, nhưng mà khi mà va chạm trong cuộc xin lỗi, là vị thần Santati này đã hưởng thụ được đầy đủ vật chất và cũng có được cô vũ nữ, mà lúc đó là cũng là trên tinh thần vật chất này ngài rất là đầy đủ. Nhưng mà khi mà một biến cố xảy ra trong cuộc đời thì cũng vì do ái, do nên khiến mà đau khổ. Dạ, khi mà mình dính mắc một điều gì đó, hoặc là mình ái mộ một vấn đề gì đó, hoặc là mình xem cái gì đó mà bám chặt vào, thì mình cũng sẽ rất là bị đau khổ. Dạ, và cũng từ một cái đau khổ này cũng có thể là chuyển hóa một cuộc đời của mình. Dạ, thì Ngài đã được gặp Đức Phật và được cái Đức Phật phán cho một câu kệ ngôn là sau khi nghe được lời Đức Phật dạy thì Ngài đã chứng đắc quả A-la-hán. Thì nơi đây cho mình thấy là cho dù có hưởng thụ bấy nhiêu, cho dù có tài sản bấy nhiêu, đừng có đặt quá quan trọng cái mình, cái thuộc của mình và sẽ là duy trì mãi mãi của mình. Tại vì trước sau gì nó cũng sẽ có đến và có đi, đừng có bị bám chặt vào. Và phải sống trong cái cuộc sống hiện tại này. Khi mà có đến có đi mình biết chấp nhận thì mình sẽ được thư thản hơn. Dạ. Cái đó, thời đó thì các ngài dễ chứng đắc đạo quả. Còn thời nay thì mình chỉ mong rằng được cái tâm mình thanh tịnh là một điều tốt. Dạ. Rồi trong những chuyện quá khứ đã qua rồi thì nên bỏ qua. Mình phải sống với hiện tại và biết lo cho biết gọi là biết làm những việc thiện phước trong khả năng mình có thể. Dạ. Cũng đừng có quá vượt tầm khả năng của mình, cũng đừng có quá bỏ xẻn. Dạ. Trong khả năng mình có thể làm được thì mình làm, giúp đỡ được thì giúp đỡ. Giống như là có năm điều mình làm, mình lo cho gia đình được, do lo cho cha mẹ, lo cho con cái, lo cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình cũng phải biết chôn của để dành. Dạ. Thì trong đời hiện tại này thì con nghĩ là làm được như vậy thì cũng là tốt. Dạ. Còn chứng đắc đạo quả chỉ có thời của Đức Phật thôi. Dạ. Thì qua câu pháp cú này con thấy những gì đã qua thì để cho nó qua, hãy sống với hiện tại này và làm được những gì mình có thể làm được. Dạ, con xin hết. Nếu có sai gì xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Và con kính tri ân Ngài và đạo tràng. Dạ. Sa thú Sittina. Câu Phật ngôn 142 là một câu chuyện của quá khứ, nhưng mà phải ôn cố tri tầng sống trong hiện tại. Chúng ta phải noi theo gương của các vị tiền bối đi trước để rồi chúng ta học hỏi tu tập. Cái vị này chỉ đi khích lệ sát tấn người ta, khuyên bảo người ta. Vậy thì sống trong hiện tại mình phải tự khuyên bảo lấy chính mình hướng thiện. Đó là ý của Sittina ha.
Rồi, sa thú, sa thú, vị nào cũng có ý kiến hay hết. À, nhưng mà cá nhân của chúng tôi xin sám hối đạo tràng. À, thứ ba vừa rồi là ngày của Chích Meta lễ bái tâm bảo tọa thị quy giới. Thì chúng tôi về 12 giờ khuya mới tới chùa. À, cho nên bữa hôm đó ngủ một cách không biết mình là ai nữa. À, rồi đồng hồ reo cũng không nghe nữa. Rồi đến khi mà nghe đạo tràng sinh hoạt thì cũng năm giờ mấy rồi, hơi xù luôn. Mà cái xù đó là một cái mà thấy có lỗi. Ở tại Hà Nội chúng tôi còn lên sinh hoạt được, nhưng mà về tới chùa rồi mà còn thấy, quý vị thấy là ngất ngư con tàu luôn. À, đủ hết biết luôn. Thì đó là cái lỗi chúng tôi cũng phải sám hối đại ca, nhất là Sức Mấy Ta ha. Bây giờ còn mấy phút nữa, mời Sức Mấy Ta đúc cái câu Phật ngôn này. Alo, Sức Mấy Ta trước tiên là sám hối, xin lỗi ha. Rồi bây giờ mời Sức Mấy Ta có ý kiến về câu Phật ngôn này, cũng như đúc kết qua ý kiến của Sức chị Kim này, chị Tina này, rồi có một vị nào nữa quên mất tiêu à. Rồi mời Sức Mấy Ta. Alo, Sức Mấy Ta giận rồi, hôm trước không vô, bữa này dầu có xin lỗi cũng không thèm lên, phải không Sức Mấy Ta? Wow, công nhận Sức Mấy Ta giận dai thiệt, năn nỉ cũng không chịu lên. Rồi bây giờ quý vị nào còn có ý kiến nào không? Như vậy thì câu Phật ngôn này ôn lại và kết thúc, bởi vì còn có 3 phút mà 3 phút không đủ thời gian để Sức Mấy Ta coi như cầm mic, cho nên không lên. A lần các tổ chê biết sắp mần cha rầy giá sanh tổ đành tổ ni giá tổ phạm má cha rì sắp bề su phù tề su ni thà giá đành đăng sô phạm má nô sô sắp phích khúc. Đọc lại ha. A lần ca tô chê vi sắc măng cha rầy giá sanh tô đành tô ni giá tô phạm má cha rì sắp bề su phù tề su ni thà giá đành đăng sô phạm má nô sô sắp má nô sắp phích khu. Như vậy thì có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất thì tương đối nó dễ hơn ha. A lần ca tô chê bi sắc măng cha rầy giá sanh tô đành tô ni giá tô phạm má cha rì sắp bê su phù tê su ni thà giá đành đăng sô phạm má nô sô sắp má nô sắp phích khu. Thì quý vị cũng hoan hỷ ha, khi mà đọc là chúng ta đọc liên tục, đừng có để ngang đứt đoạn. Thời gian đứt đoạn thì thấy cái room nó trống vắng, có vẻ tan tóc, muốn chết. Mà chúng ta liên tục như vậy thì cái room nó linh động, hấp dẫn hơn ha. Còn trả bài được không ha? Trời ơi, còn có 2 phút nữa là trả gì. Thời gian trả bài là thời gian trả bài. Còn qua cái thời gian đó thì chúng ta có những mục khá. Ví dụ bây giờ có ý kiến về cái câu Phật ngôn này, khi nghe duyên sự xong ha, nghe duyên sự xong thì quý vị có thể rằng có ý kiến trong câu Phật ngôn này, những cái điểm nào quý vị thắc mắc. Chứ còn cái gì ăn ăn thì cúng cúng chứ. Khi mà coi như trả bài thì quý vị không trả bài, mà tới cái lúc mà sắp chấm dứt rồi thì đặt ra câu hỏi hoặc là muốn trả bài, thì như vậy thì nó hơi lộn xộn ha. Cái gì vô đấy nha, thông cảm nha. Tức là trả bài thì trả bài liên tục, trong cái thời gian trả bài chấm dứt là khi đó mới qua cái vấn đề coi như là
ý nghĩa tự vận. Tự vận xong qua dương sự, dương sự xong chúng ta thảo luận thắc mắc, và thời gian kết thúc rất là còn một phút nữa. À, còn một phút nữa thì bây giờ dòng kinh xong, bây giờ qua dòng kệ nè. Alankato che visamang charaya santo danto niyato brahmachari sambe supu te sunithaya dandang so brahmano so samano sapinku. Bài này dễ hơi khó, không phải dễ, cho nên quý vị cố gắng nên xem sớm một chút, nên trễ là mất phần. Alankato che visamang charaya santo danto niyato brahmachari sambe supu te sunithaya dandang so brahmano so samano sa phiền khu. Ai sống tự trang sức nhưng an tĩnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chỉ hay sa môn khắc sĩ. Đây, qua câu Phật ngôn này chúng ta thấy một người gánh nặng để đóng. À, việc đã làm xong thì Đức Phật gọi đó là phạm chí, gọi đó là sa môn, gọi là khất sĩ, gọi là tỳ kheo. À, và Đức Phật xác nhận đó là con của Như Lai. Ai Đức Phật gọi là con của Như Lai, à, thì vì đó phạm hạnh đã tròn đủ brahmachari nha. Phạm hành đã tròn đủ, gánh nặng đã đặt xuống. Rồi, thời gian xin được chấm dứt nơi đây với câu Phật ngôn này. À, chúng ta đừng có coi mặt mà bắt hình dung, đừng có chú trọng về hình thức, mà hãy chú trọng về bên trong. À. Rồi. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng hộ trì đến tăng ni Việt Nam tín nữ rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nã sa cha quá chê nã sô thị vô hô tụ sa bạc đà. Do lời chân thật này kính dân và bước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Ha Dạ, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Xin phép vị chúng tôi xin được đóng ruộng.